Hồi hôm mới ăn xài mà thèm muốn chảy nước miếng luôn. Ngày đó là lúc vô đây kìa. Bữa nay ở đây là toàn bộ là những khán giả thân thương của kênh Phan Nguyên. Mọi người có xem kênh Phong Nguyễn thì nhớ xem của Đằng miền Tây, ủng hộ cho Đằng. Đây là chị Lan ở Bến Tre luôn. Đây là chị Nga. Chị Lan là chủ cái chỗ mà dừa giống, chạy dừa giống. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Đằng miền Tây sẽ đến thăm nhà của Phong Nguyễn Vlog ở Gò Đen, Long An nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng theo chân Đằng miền Tây đến nhà của Phong Nguyễn nha. Giờ đây em bọc xài đó anh đó. Cảm ơn anh nha. Em uống mấy con lon máy rồi giờ muốn xỉn luôn. Để tăng bọc xài lên. Rồi cảm ơn anh Đằng nha. Rồi đi vô. Mấy anh em cũng mới xương xương. Cái này dỗ mà. Con lầm kìa. Lầm khán giả nữa. Mỗi của em với anh Tánh. Này có 10. Hơi số anh ạ. Chào cô chú anh chị nha. Bữa nay có anh Đằng ở dưới Hậu Giang lên nhà Phong chơi á, cũng anh em đồng nghiệp mà. Có chút quà gửi gia đình rồi chung vui với gia đình Phong luôn. Bữa nay đám giỗ giỗ tổ Hùng Dương. Chào mừng cô bác nha. Đây là Khánh Nguyễn nè. Đây nè. Đây là Đằng miền Tây. À, đó Khánh Nguyễn đó. Đằng là tối rồi. Đó. Bắt tay cái đi. Dạ. Đang gửi quà, dạ quà Hậu Giang. Hậu Giang. Anh đi vô bản gì? Thì gần đà. Rồi anh vô ngồi ấy xong rồi rửa mặt đi lên ngồi chẳng ngồi chơi anh. Dạ. Thu quà luôn, thu quà. Lụt mềm đó, cháu còn bịch đen có chữ nổ á. Bịch đen á, chữ nổ à. Thấy là hôm nó ăn xài là thấy mình thấy muốn thèm muốn chết luôn vậy. Hôm nó ăn xài mà thèm muốn chảy nước miếng luôn. Bữa nay ở đây là toàn bộ là những khán giả thân thương của kênh Phong Nguyễn. Mọi người có xem kênh Phong Nguyễn thì nhớ xem của Đằng miền Tây, ủng hộ cho Đằng. Đây là chị Lan
ở Bến Tre luôn. Đây là chị Nga. Đây là chủ cái chỗ mà dừa giống. Chạy dừa giống. Muốn đi lên mình xài luôn. Anh mới lấy có dẹp tôi lên nhà em chơi. Trời ơi, đi không có làm YouTube đó chị. Sẵn là đằng miền Tây. Sẵn đây Tâm cũng giới thiệu luôn nè, đây là đằng miền Tây. Quý khán giả và anh chị có mến thương đằng ghé nhà đằng, đằng sẽ đãi cái món lẩu lẩu xài. Đâu? Lẩu lương. Đằng có nuôi lương. Mình ăn chua ăn chín hay là ăn sống ăn chín thì nó ngọt lắm, còn gì thì ăn ngọt ngọt chua chua. Rồi cái cây nó tái nhiệm lên. Tái nhiệm lên. Chị mới muốn cây này thì tầm đúng á. Có trái bự thôi. Con mua được một cây sẹo. Rồi mốt có giống rồi chị luôn mốt đi. Xài này là xài thái nghe các bạn. Thái vừa mới dậy nó ngọt lắm. Thái chà bá luôn. Thái rồi lớn rồi đó mình thích ra. Rồi xài này giống xài dưới nhà chị nè. Xài của chị là xài cây xài này là cây xài đài loan tới luôn. Thôi giờ mình sắc cho mình ăn liền chứ. Giờ thử đi. Sắc sắc ăn liền nó lắm, ngon lắm. Rồi thôi bây giờ anh Đặng chủ mấy trái xoài lấy con dao rồi con mình sắc mình dùng lên tẩm cho ăn uống đi. Mới ngồi đi vui đi ẩm cho mình ăn. Chưa ăn ra cho anh ăn ngay. Chưa ăn hả? Đi cho ăn đi đi sáng giờ. Rồi đẩy rồi. Được bao kẹo rồi nãy không? Rồi đã quay lại. Đây. Quay lại đủ. Từ đầu tới cuối. Nè bữa nay khỏi trẻ nha. Bữa nay khỏi trẻ. Đọc quê hoài. 45 phút mà em cầm đèn. Rồi rồi. Tổ ông kia có làm cái này để gì chạy? Mất mấy cái gì mẹ cái gì? Mẹ mẹ tửng. Mẹ xài cái không thôi. Không có sửng mình kêu bằng mẹ mắm. Để trong mắm. Hả? Rồi lên lên trước đằng anh. Lên trước. Rồi các bạn cái luôn ha. Này xế này mà nó hơi chua cô chú anh chị. Xế này là cái chua không? Thôi anh làm cắn thử rồi chua. Ở trên cái ngọt thôi mà ở đây cái chua. Sâu á. Sáng sáng lên đâu? Mời các bạn ăn khế cùng với mình nha các bạn. Cái này không biết chua hay ngọt nha. Chua mà không nhăn mặt luôn. Chua chua ngọt ngọt. Không chua dữ ha. Cái này ăn bớt nó ngon. Đây có cái khế độc lạ da trái mít. Đây, cái khế da trái mít khổng lồ luôn. Trời thôi giờ vô ăn đi rồi chúng mấy trò chuyện đi cho. Đi đi vô ngồi đi. Vô ngồi để đi. Chén ngồi đem đây nha. Chờ nãy giờ làm mấy phút nè. Em chỗ mọi người. Chỗ đó là biết rồi. Chỗ đó phải bên trái. Cũng thương em đi hai đứa em con ở tình nghĩa quý gia đình vậy đó. À bên vợ của em ngay đó ngay còn sự biểu lại xíu tới chị. Ủa vậy hả? Có dịp hai chồng em gặp người quen không? Anh em không, em trai. Bữa nay được làm lên làm tủ nồi. Em trai mà mình đã làm ra mà. Cho nấu ăn thừa hủ đâu đây? Dạ. Dạ, muốn xanh được. Bây giờ 800 triệu hay 900? 8 đi chị ơi, 8 đồng đi. Bây giờ mình đứng vô chậu á, nếu làm tỉnh mình đứng vô chậu thì mình tẻ những cái mẹ bỏ đi. Có mọi người đến tham quan cái dừa của Phong Nguyễn á cả nhà. Đây là đằng miền Tây. Dừa đột biến. Dừa đột biến nha các bạn. Dừa có hình dáng kiểu con voi nha. Này chị Út trả nhiều.
thằng Khánh nó đăng tỷ mình đã chín tâm đi. Đã chín tâm luôn. Chín tâm ngà chứ. Chín ngà. Chín tiểu. Dạ dạ, chín tâm ai muốn hiểu sao hiểu. Tại vì nó biết. Đăng, đăng sao đọc lạ cà bao, ý đọc lạ Bình Dương nó lên á. Còn lên tới nhà không à? Cho luôn. Bà về là tặng luôn hả? Tặng luôn. Không mà cái dừa này sợ ra. Chắc chị mê quá. Mà sợ bứng lên nó sợ chết. Không không em, cái dừa nó xây gốc đi. Sức sống nó mạnh liệt nó không có chết. Bây giờ em bứng lên đi, em vô cái chậu đi để mình làm kiểm chơi. Cái dừa người ta bứng vô chậu rồi đi rồi cho tông tới xuống rồi. Cái dừa nó không có chết, cái dừa nó sống. Cái đọt nó vẫn còn hôm nay đi người ta quay đó. Cái đọt nó vẫn còn còn tươi luôn. Cái dừa này dạng đột biến cái gì đó. Dạ. Là cái dừa cũng ông bà che chở đó. Cái dừa vậy mà đi đó vẫn là. Thấy cái dừa quá rồng, hôm nay nhiều ông bà cô bác cũng xem rồi, cũng yêu cầu là Khánh quay chi tiết lại. Chào bà cô bác nha. Bây giờ mình cái dừa nó chín chậm rồi đó. Không phải giống con rồng, chín chậm không bán. Ở chín chậm không bán hả? Bây giờ mình thêm 100 nữa. Bán là thấy nó cũng sống còn mạnh liệt luôn. Cái bè sao nè. Chuyện bà cô bác đứng đầu quỷ đi, cho nó miệng. Không thấy luôn nha. Phải bớt ra mua bán người ta giá ra. Rồi sao Khánh? Chín tâm hai bán không? Dạ chín 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 gì chị? Chín tâm hai á. Chín tâm hai hả? Chín tâm hai. 99.000 đồng. 999 triệu à? Ừ, đúng rồi. Rồi, không bây giờ bán luôn, bán luôn bà cô bác à? Thì bứng luôn nè. Rồi nói chứ ông bà cô bác ơi. Bứng như chậu tâm. Cái này chắc ở nhà chắc suy nghĩ lại chắc không bán được chị ơi. Nãy chị Út nói không bán chị Nga đâu, đừng có bán. Toàn là trồng dừa cây nào cây nấy là đạt tiêu chuẩn luôn. Cây này nó lạ quá, cây này quá lạ luôn. Cây này không chỉ, chỉ đốn chỉ bỏ rồi. Cây này độc lạ, hồi xưa người ta biết chơi kiểng, người ta đứng lên vô chậu, ta đem về, dạ. Ta về người ta cắt tỉa, người ta tha cái gì lên á. Ồ, chị gái mình là ở ruộng gần luôn. Miền Tây mà. Miền Tây à. Chị cũng biết hả? Mày ăn tâm này mai em đi mua dịch câu tiếp yên tâm. Mua được cái video nữa. Anh câu xong anh thả xuống đừng bắt nha. Gì lỗ ơi, kêu là ăn vô đi đâu có ăn rau cải đâu mà đi hái không? Đâu vậy? Thì chị hái. Thì đi nhổ cải rồi đâu có chị đâu có ăn. Ở dưới kêu vô đi ở nhà không có cải, không có cải đâu, không có cải. Chủ nhà ta tặng cái gì thì cứ lấy cái đấy không thì từ chối rồi tặng cải mới công về cải vô mà có là bị đớt ngang. Bản quyền ở đâu cho phép rồi. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương nè, rất là nhiều nhà cô chú anh chị bên cạnh á có hát nhạc đó, có nghe ồn cô chú anh chị và các bạn cùng thông cảm nha. Nhà này sao chắc không sao. Không sao, cái anh ca đó ảnh bắt nhạc, ảnh đờn người cho con thanh khờ nó ca tối không, ngày tự mình đờn được chị. Tự mình đờn cover á. Cái bản quyền ở thành của mình rồi. Còn lấy của người ta đang mở đó. Anh Tâm giới thiệu con cây dừa đó, cây nó có hình dáng con gì? Nên nhìn thấy đẹp vô cả nhà cái dừa này. Tối qua tối mắt quá chị. Con gà đẹp mà chỉ nhặt nhiều áo mà chạy gì điểm bữa có lẽ là hồi là mình về chắc mình sẽ bứng, tại vì có một chị gái là trả giá là 900 triệu mà Khánh đăng lên là bán 1 tỷ và có chị gái trả 900 triệu chắc hồi chắc mình ăn cắp mà về Cà Mau luôn á cả nhà. Ăn cắp khỏi bán luôn ha. Cả nhà thấy có đẹp không? Nhớ thấy có đẹp nhớ cho đằng một like và nhớ qua kênh Tâm Cà Mau Dấu Yêu xem ủng hộ luôn nha. Đây Tâm Cà Mau Dấu Yêu đổi lại nhịp sống Cà Mau rồi nghe các bạn. Nhịp sống Cà Mau rồi. Ở đây là bên kia là các anh chị cũng làm YouTube nha anh Tâm. Có Khánh làm YouTube với Phong Nguyễn hả? Còn mấy chị này là khán giả xuống nhà Phong ăn mừng giỗ tổ Hùng Vương. Đúng rồi, chính xác luôn. Ở ngoài vườn có bữa vườn trúc rất là đẹp luôn hả anh Phong? Có nhiều gốc mai quá là to luôn nè.
mai này của anh của con. Yeah. Quá nhiều luôn ha, cây này chắc mười mấy năm luôn quá anh Phan Tâm. Cái gốc quá chừng bự luôn à. Quá nhiều mai luôn các bạn ơi. Bây giờ anh Tâm về không? Chị Lan chị chở cho. Có gian về luôn đi. Bến xe Tà Mau cho về. Con đàn chở rồi. Hả? Tà Mau chở về luôn hả? Cùng đồng lắm. Ở Hậu Giang hả? Hậu Giang dạ. Rồi chị là chiều nay có bạn nè. Rồi nãy giờ Khánh đi mấy anh em đây, chị em đây là cũng chia sẻ cái dừa cũng nắng rồi, giờ thôi vô trong ông bà của bác ơi, giờ này về rồi không vô trong, vô trong ngồi cho mát, thôi vô vô trong nhà, rồi vô trong nhà luôn bà cô bác ơi, để muốn có gì lạ lạ em đừng ơi, coi nè đốt cháy không tưới cây luôn nè, mà cây dừa đốt cháy vậy luôn á, vậy là cây dừa có người thổi che chở đốt cháy không bùng luôn, cháy từ lưa luôn, vậy mà cây dừa nó không có hề hấn gì hết á. Vô luôn đàn ơi. Còn chưa sắp bánh kem nữa, đúng rồi. Chưa sắp bánh kem về. Ăn rồi nó về. Rồi 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 vô ngồi. Em lấy bánh kem ra, Nam lấy bánh kem nào ơi. Bánh kem vô vô. Rồi để đi chút xíu không phải con gái. Nó nói tắm giữa đi con chở xuống anh đi chơi với con tao mà mày uống đi tao sẵn sàng, cái bà xã nó thôi ông vô nghỉ nói này trời nó tôi đậu nó uống mai thôi cuối cùng con đâu qua đâu, nó cứ cuộn nó có chở tôi đi đâu, bà xã thôi ông vô ngủ thôi vô ngủ mượn hơi bắt hai để chở qua để tiếp xúc con gần với con để thân thiện đó là để biết. Nhưng mà hôm nay tao mới biết, hồi xưa tao không biết, tao tưởng nó mến mày thì chả mà cả nhà chơi cùng với em luôn nghe cả nhà cái đợt rồi 80 triệu nó thiếu con là nhà tàu cái nhà tàu ngon quá em nhà bắt được tiền quá trả con dạ. Rồi thôi đợi sau dính lại cái nữa đặt cả nhà tao yêu nha, nhà ủng hộ kênh của em Đẳng miền Tây Vlog nha mọi người. Đậu hũ ngon quá. Nhưng mà dừa hũ ngon chứ quá. Mà em thiệt. Xoài ngon quá. Em làm cơ, tôi làm cơ như là nghe mày nói tôi làm ở cây lương ý. Mọng quá rồi đậu tôi thơ thật nhiều. Rồi cái đậu quá tích tôi làm không được.
Cái tôi đủ quá chục lốc nhiêu nghe tôi nói chuyện đủ trừ biết tôi nói thẳng là con thẳng đi bác hai. Mình muốn là để mình giúp đỡ người ta, mình có tiếng nói thật thà, chân thật, là quý à, em nghe rất là ngon. Vỗ tay đi. Có hai đó là việc không năm mình chưa cất nhà thật nhưng mà được cái ngành là anh em nhập mình chưa nhà gọi cho nhà anh Lâm xuống nhà em nè. Nói xong là rồi nghe em nghe luôn. Rồi đó nha. Rồi à. Nói chung á là có tiếng nói rồi là em ghi hình luôn rồi đó nghe. Nói chung á là có 10 hôm nay biết anh Tâm út dương mượn vậy đó. Thì rồi nghe biết qua lúc nào năm đi anh Tâm ơi. Chạy chạy luôn. Mấy chị đó nãy nói là mùng 5 tháng 5 lên nhà không rồi sao. Vậy thật sự qua mùng 5 tháng 5 là xuống anh. Ờ qua cũng được hả? Tay này đúng không? Năm qua anh lên giấc nào xuống giấc nào em cũng đón hết trơn á. Không sao. Em phải giúp trước. Rồi. Con đi dướng luôn, bỏ đi làm. Chắc ăn em, ghi hình rồi đó. Thích chơi. Hai lai anh được hai lai đó. Em cảm ơn anh. Đây là anh Lâm nghe cả nhà, là một khán giả thân thương của bên Phong Nguyễn. Về thì nhờ bên Phong Nguyễn thì mới biết Tâm. Rồi anh Lâm mới có hứa là đi xuống với mình chơi. Bữa nay là chứng minh là tối ngày luôn. Chúc cả nhà mình đi gặp bà đó hai. Chúc cả nhà. Hai ta đâu kêu nó đi đâu. Nó chở con nó đi. Anh Lâm là cũng quê ở Long An luôn. Sáng nay cách làm 6 cây số à. Dạ. Này mấy cái chị chở với anh Lâm là qua Nam Bộ tới nhà đâu á. Cái chị đó là về Bến Tre. Bến Tre. Quê hương đồng khổ xứ sở cây dừa. Có một cuối cùng con gì cũng được. Còn ở trống. Bác sư nó sao? Ôi ôi. Nữ gì không? Thôi được rồi. Để từ từ tôi gỡ rồi. Nhậu tại đây luôn nè. Nhậu tại luôn nè. Nhậu tại luôn, dám thì bố luôn. Tôi lớn nhất thì dám thì bố. Để từ từ để gỡ rồi. Cũng kết thúc luôn nghe cả nhà. Có nhà có thấy thú vị với Đặng thì nhớ cho Đặng xin một cái like và một cái đăng ký để có động lực để làm những cái video đầy ý nghĩa hơn. Nói chung á thì hôm nay là mùng 10 tháng 3 dạ. Thì có nhà Phong, có mấy anh em, có Tâm, anh Tâm với lại em Đặng dạ. Ở miền Tây dạ. Thôi á thì hôm nay mình ăn dỗ, chúc mừng cô bác cùng đi ăn dỗ giống mình mà. Nhưng sau đó thì đó là mọi người đăng ký kênh dùm em đó, em Đặng miền Tây Vlog nha mọi người. Chào mọi người. Rồi. Dỗ tổ hùng vương. Hợp mặt giữa nhà bạn bè. Anh là biết đúng sai. Đến vui. Nói mẹ gì đi, anh em hiểu dài vậy bút. Rồi, chào cả nhà. Dạ. Cả nhà ơi, hôm nay Tầm Tây có ghé nhà của Phong Nguyễn chơi đó cả nhà. Giờ clip này của em cũng đến đây cũng dài rồi, em xin tạm ngừng video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Xin thôi chào bà cô bác luôn.